Dịch bệnh tại Vĩnh Long đang diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Chính vì vậy, trong chiều ngày hôm qua, đoàn cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã lên đường sang Vĩnh Long để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Phóng viên Hoàng Khoa sẽ thông tin chi tiết. Thưa khán giả, đoàn công tác sang Vĩnh Long lần này tổng cộng có 98 tình nguyện viên, trong đó bao gồm 8 cán bộ và 90 sinh viên. Tất cả đều đã được trang bị kỹ những kiến thức về dịch bệnh COVID-19, đồng thời được kiểm tra sức khỏe cẩn thận để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo kế hoạch thì công việc của đoàn tình nguyện lần này là giám sát việc khai báo y tế, nhập liệu, truy vết, lấy mẫu và xét nghiệm cộng đồng. Địa điểm thực hiện là tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ. Dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 70.000 công nhân tại đây. Hoạt động tình nguyện lần này nằm trong chương trình đội hình truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo thực hiện với sự tham gia của thành đoàn, hội sinh viên thành phố và trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đặc biệt, việc tham gia đội hình lần này sẽ giúp cho sinh viên ngành y có cơ hội được rèn luyện trong môi trường thực tiễn, đồng thời phát huy được những kiến thức đã học để phục vụ cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Dự kiến thời gian công tác của đoàn lần này tại Vĩnh Long là khoảng 7 ngày. Mặc dù là một công việc chẳng hề nhẹ nhàng, thậm chí là có thể đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả đang cố gắng khắc phục khó khăn để giúp Vĩnh Long từng bước khoanh vùng và đẩy lùi dịch bệnh.